Xin chào các mơ. Việt Nam là một đất nước nhiệt đới mà có bốn mùa rõ rệt ở ngoài miền Bắc, và miền Nam thì có hai mùa là mùa mưa và mùa khô. Chính vì như vậy và được thiên nhiên thời tiết ưu đãi nên là những cái loại trái cây hoa quả của chúng ta rất phong phú và đa dạng. Hoa quả nhiều thì ngoài ép, ngoài ăn sống rồi vân vân thì chúng ta còn làm được nhiều món ăn khác nhau. Và một món ăn mà ngày hôm nay nhà cháu muốn gửi đến các cụ mợ sau đây đó chính là món salad hoa quả. Thật ra cái salad hoa quả này nó bắt nguồn từ ở bên Hàn Quốc các cụ mợ. Ngày xưa cháu có một năm du học ở bên Hàn Quốc, tức là năm 2003, thì cái salad hoa quả này người ta hay làm và người ta gọi là salata. Salata tức là tiếng salad của Anh và phiên âm theo tiếng Hàn thì gọi là salata. Và cái món salad hoa quả nó rất hay xuất hiện ở trong những nhà hàng nướng các cụ mợ nhé. Nhà hàng đồ Hàn, đồ ăn nướng của Hàn Quốc ấy, các loại thịt ý. Và khi mà vào du nhập món ăn Hàn, du nhập vào Việt Nam với những cái nhà hàng nướng thì họ cũng bắt đầu làm cái salad này. Và mọi người ăn thì cháu thấy rằng là đến bây giờ cả người Việt Nam, cả trẻ già, trẻ con, rồi là người già, rồi người trưởng thành các thứ đều thích cái món ăn này. Vì là hoa quả ngoài nó cung cấp nhiều vitamin, rồi chất xơ, rồi nó còn là cái thực phẩm mà để làm đẹp da nữa, làm cho cơ thể của chúng ta là mịn màng, da rẻ mịn màng, và nó còn bổ sung nhiều dưỡng chất. Thì chính vì như vậy mà ngày hôm nay nhà cháu hướng dẫn với các cụ mợ cái món salad hoa quả này. Và nguyên liệu thì cũng rất là đơn giản thôi, mùa nào thức đấy các cụ mợ nhé, không cứ. Nhưng ngày hôm nay nhà cháu sẽ dùng dưa hấu này. Dưa hấu ở đây cho một đĩa thì các cụ mợ chỉ dùng cho cháu khoảng 200g thôi. Nhưng mà đi mua dưa hấu thì không ai bán cho 200g, thì các cụ cứ mua về xong nhà ăn còn bao nhiêu nữa thì chúng ta sẽ vét tủ lạnh để làm món salad hoa quả này, cũng đơn giản mà. Và cháu cần cũng khoảng độ khoảng 100g dưa vàng, 1 đến 200g dưa vàng thôi các cụ mợ nhé. Đấy. Cháu cần có một quả táo. Đây, cháu cần có một quả táo như này. Các cụ mợ có thể dùng được tất cả các loại táo khác nhau. À, các cụ mợ có dùng thể dùng được cái táo xanh chua chua cũng được nhé. Thế đây là salad hoa quả mà, nên là hoa quả mùa nào thức đấy. Và cháu dùng một quả xoài các cụ mợ nhé. Ở Hàn Quốc thì nó chỉ có táo lê với cả thêm một số những cái thành phần khác thôi. Nhưng mà Việt Nam là đất nước có nhiều đa dạng hoa quả, nên là cháu sẽ cho vào. Cháu cho một quả roi, một hai quả roi vào nữa. Và một quả xoài đấy. Và ngoài ra thì cháu cần có 3 lá xà lách. Nó sẽ rơi vào khoảng độ gần 100g, 70g, 60g. 60g xà lách để bày đĩa thôi. Và cái sốt của món ăn này ấy, thì chúng ta sử dụng sốt mayonnaise. Đây là một loại sốt của Pháp cụ mợ nhé. Người ta làm từ lòng đỏ trứng gà, chỉ lòng đỏ trứng gà, một chút mù tạt vàng, chanh và muối, nước chanh và muối. Sau đó người ta đổ dầu ăn đánh từ từ theo một chiều đến khi nào mà nó cứng lên như bơ ấy, thì đấy là được. Đấy là sốt mayonnaise chính gốc. Nhưng cái sốt này thì hiện nay người ta đã làm công nghiệp rồi. Thế nên là cháu nghĩ là nó có cả thêm lòng trắng trứng ở trong này này. Thế nên là cái màu sốt nó đã nhạt đi. Chứ còn cái màu sốt mà đánh đúng nguyên bản như người Pháp vẫn hay làm ấy, thì nó vàng giống bơ lắm đấy các cụ mợ ạ. Thế nên là có cái nem hải sản mà dùng cái sốt này người ta gọi là nem kem bơ là vì như vậy đấy. Thế thì cái sốt này hiện nay thì họ đã đóng chai, họ bán ở thị trường rất nhiều và giá rất là rẻ. Các cụ mợ chỉ cần ra chợ hoặc ra siêu thị là chúng ta có thể mua được rất là dễ. Và cái sốt này thì đi kèm nó thì chúng ta sẽ cần một chút sữa đặc nữa các cụ mợ nhé. Sữa đặc để cho vào nó, cho nó cái sốt nó làm mềm sốt, nó có cái vị ngọt ngọt để nó tăng vị cho hoa quả. Đấy. Và cháu không thể thiếu được một quả chanh. Chính quả chanh này để chúng ta sẽ ngâm táo nhé. Chúng ta sẽ ngâm, không ngâm vào đường, không ngâm vào muối, không ngâm vào giấm như nhiều người cứ dạy đâu. Mà chúng ta sẽ ngâm chanh để cho quả táo nó khỏi thâm. Chỉ thế thôi ạ. Vì trong tất cả các loại hoa quả này chúng ta chỉ ngâm táo thôi các cụ mợ nhé. Sau đó là chúng ta sẽ cắt tất cả thành hình hạt lựu. Và bây giờ chúng ta sẽ chế biến các cụ mợ nhé. Các cụ mợ ơi, đầu tiên là dưa vàng nhé. Các cụ mợ có thể mua được dưa vàng của Thái, dưa vàng kim cô nương hay dưa vàng gì đều được. Nhưng các cụ mợ vừa gọt vỏ dày cho cháu nhé. Chỗ này cháu dùng là khoảng độ 100g đấy. Tất cả các loại hoa quả này các cụ mợ rửa sạch xong để tủ lạnh cho cháu. Đấy. Bây giờ dưa vàng chúng ta sẽ thái hạt lựu các cụ mợ nhé. Hạt lựu 1x1cm các cụ mợ nhé.
Cái salad là chúng ta sẽ không thái dày được, không thái to đâu các cụ mợ nhé. Vì là các loại hoa quả chúng ta chỉ cắt như thế thôi, khi mà lên đĩa thì nó sẽ rất là đẹp. Mợ thái cho cháu như kiểu cơm rang ấy, nhân cơm rang ấy là vừa. Hay là gọi là như salad Nga ấy, đấy. Ngày trước nhà cháu đã hướng dẫn các cụ mợ một loại salad hoa quả cho các chị em vào ngày 8 tháng 3 là với sốt mật ong và chanh. Chứ còn ngày hôm nay thì lại là sốt mayonnaise, giống như kiểu bên Hàn Quốc người ta làm ấy. Nhưng mà người Hàn Quốc thì người ta hoa quả, người ta vì nó là xứ Hàn đới mà, thế nên là nó lạnh nhiều, nên là cái loại hoa quả của người ta nó cũng không phong phú bằng Việt Nam đâu. Thế nên là khi mà nhà cháu học ở đấy ăn thì cái salad nó ít cho loại hoa quả hơn, chủ yếu là táo mới lê. Họ cho thêm cả dưa chuột, cà chua bi các thứ vào đều được, nhưng mà táo lê là vẫn là thành phần chủ yếu ấy. Ở đây thì có lần cháu đi nhà hàng nướng ấy, cháu thấy có người, có nhà hàng người ta làm giảm tiện, tức là làm cho giá thành nó hạ đi, thì người ta cho thêm cả đu đủ này, có người thì cho thêm cả củ đậu vào này, không sao, miễn là nó vẫn là các loại hoa quả là được, mua theo mùa nào thức đấy. Đây các cụ mợ ơi, cháu thái dưa vàng như này thôi nhá. Nguyên liệu hạt lựu 1x1cm như này thôi. Bây giờ chúng ta lên thái dưa hấu nhá. À, các loại hoa quả như này thì các cụ mợ có thể dùng cho cháu táo xanh này, nho xanh này, dứa này, đều được. Lê liếc thì cũng được. Đấy, cháu dùng một miếng dưa hấu này khoảng độ 200g này thôi. Và đảm bảo là bỏ hết cả cái phần trắng này đi này, để cho cái salad ăn của cho các loại hoa quả nó không bị cứng. Đối với cái dưa hấu này thì các cụ mợ phải bỏ hạt hết hạt đi cho cháu nhá, bỏ hết sạch hạt đi. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ thái hạt lựu xong rồi tí nữa chúng ta cái miếng nào còn hạt thì chúng ta sẽ bỏ luôn bằng cái tăm. Chúng ta sẽ để góc đĩa. Các cụ mợ ơi, chúng ta sẽ gọt xoài nhé. Xong rồi chúng ta cũng sẽ cắt hạt lựu như là dưa nhé. Đấy. Tại sao mà nhà cháu không gọt trước? Tại vì là gọt trước sợ nó thâm ấy các cụ mợ. Thế nên là chúng ta làm đến đâu thì chúng ta sẽ gọt đến đấy. Các loại hoa quả này thì các cụ mợ chọn cho cháu những loại hoa quả mà nó theo mùa vụ này. Và nó đa dạng loại hoa quả một tí, từ 3 cho đến 4 loại, 4, 5 loại gì đấy càng tốt. Và nó có nhiều sắc thái nhá, cái ngọt, cái chua nhá các cụ mợ nhá. Không cứ cái rôn rốt chứ không cứ là chỉ có, hay là cái mà nó phào phào như củ đậu cũng được. Tại vì bên Hàn Quốc người ta còn cho cả vào cả dưa, cả chua bi vào mà. Đấy, cháu dùng trước một miếng xoài này để xem nó như thế nào. Một cm cụ mở nhé. À, ngoài như cháu nói là tức là các loại hoa quả nó nhiều sắc thái thì các cụ mở cũng chọn cho cháu màu sắc nhé. Ngày hôm nay là màu sắc nhà cháu là bị hơi bị thiếu màu xanh đấy, hơi bị thiếu màu xanh, nên là nếu các cụ mở có thể cho táo xanh này, cho nho xanh này, hay thậm chí cả cho dưa chuột vào, cái phần dưa chuột lấy phần củi cũng không sao. Ta sẽ cho vào một góc đĩa. Đảm bảo là khi mà các cụ mợ làm món này ở nhà là trẻ con thích lắm đấy. Ngồi chầu dìa được ăn ba via như bọn trẻ con nhà cháu ấy. Tức là ngồi chầu dìa khi mà xem bố làm món này là được ăn ba via. Thế là trẻ con ấy nó ăn thì ít thôi nhưng mà nó háo hức ấy, cái lúc làm ấy. Nhưng cũng như là cháu ngày bé thôi, khi mà bố mẹ gói bánh chưng ấy là rất là háo hức. Và đến tận 10 tiếng sau mới được ăn cơ, nhưng mà vẫn háo hức là luôn luôn sẽ được một cái bánh chưng con. Đấy. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ chúng ta sẽ gọt táo nhá. Như nhà cháu nói từ ban đầu ấy là chúng ta sẽ vắt chanh vào nước để ngâm táo cho nó khỏi thâm nhá các cụ mợ nhá. Đấy, các cụ mợ thấy nhà cháu rất hay ngâm chanh vào nhiều thứ, là dụ ngâm cà này, ngâm chuối này, ngâm khoai này, vân vân. Chúng ta sẽ vắt một quả chanh. À, cái nước ngâm này các cụ mợ nhớ là lấy nước cho cháu nước sôi để nguội nhá, nước lọc nhá. Hoặc nước tinh khiết lọc nhiều lần ấy trên máy lọc ấy. À, giới thiệu với các cụ mợ cái xoài xanh mua cho ekip ăn đi. Thế tự nhiên đang thiếu màu, thế là nhìn thấy còn mấy thừa mấy miếng,
Phải cắt vào đây luôn cho mồi nó đẹp, cho nó sinh động cũng mở. Đấy, táo cháu sẽ gọt vỏ xong bắt đầu là chúng ta cũng sẽ thái xong là cho ngay vào trong nước chanh ấy để cho nó khỏi thâm. Rồi các cụ mợ ơi, cái táo này các cụ mợ bỏ hạt đi cho cháu nhé. Bỏ hạt đi và các cụ mợ cũng thái hạt lựu cho cháu 1cm nhé, như là các loại hoa quả kia cùng kích thước. Đấy. Ngày xưa ở Hàn Quốc ấy, khi mà cứ mới đi ăn buffet là cháu bao giờ cháu cũng chọn cái món salad này của họ này. Đấy, rất là thích ăn cái salad này. Người Hàn ấy, người ta hay nói ngoại ngữ là người ta hay phiên âm ra tiếng của họ. Giả dụ như là cái thìa là spoon ấy, thì người Hàn bao giờ cũng phải là spoon sừ. Nước Thái Lan ấy, thì bao giờ cũng gọi là thalandu. Còn salad tiếng Anh thì gọi là salata. Các cụ mợ ơi, những cái loại hoa quả mà nhanh thâm như là táo, như lê ấy nhá, thì các cụ mợ ngâm vào nước chanh cho cháu. Còn thôi, còn không phải ngâm nữa đâu. Còn không còn loại hoa quả nó phải ngâm. Táo lê ấy là cái là phải ngâm vào nước chanh nhiều nhất. Bản thân kinh nghiệm nhà cháu khi mà bắt đầu là làm bằng táo lê ấy, thì cháu toàn ngâm vào nước chanh này này, thì cháu thấy là nó không thâm. Và cái salad này muốn trộn ráo nhé các cụ mợ, là khi mà chúng ta chỉ ngâm cái táo lê này trong nước chanh khoảng độ 10 phút thôi nhé, 5 đến 10 phút thôi, xong bắt đầu chúng ta sẽ đổ ra và để thật ráo. Và muốn cho cái salad này nó không bị chảy nước ấy, thì các cụ mợ phải dùng cái khăn khô, khăn sạch ấy, các cụ mợ thấm sạch cho cháu khô, thấm khô cho cháu táo này hoặc lê này, cái loại mà hoa quả đã ngâm vào nước rồi ấy. Đấy, để cho cái salad nó không bị chảy, vì là có nước mà nó ướt là cái làm cái sốt nó chảy nhanh lắm. Và có một cái đặc biệt nữa là cái salad này khi các cụ mợ trộn xong mà không ăn ngay ấy, thì các cụ mợ cho vào trong tủ đông cho cháu hoặc tủ mát, ngăn mát, tủ lạnh để đấy, để cho cái sốt nó cứng cứng dần lại ấy, thì nó sẽ càng ngon hơn. Salad Nga người ta cũng làm như vậy đấy ạ. Trộn xong mà chưa ăn ngay thì bao giờ cũng cho trong tủ lạnh để cho nó cứng lại cái phần sốt, cái này sốt mayonnaise đánh bằng lòng trắng trứng mà, lòng đỏ trứng mà, rất nhanh chảy, nhất là cái thời tiết mùa hè nóng như thế này. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ cháu sẽ cắt một quả roi các cụ mợ nhé. Rồi chúng ta cũng sẽ bỏ cái phần núm của nó đi này. Rồi các cụ mợ ơi, roi các cụ mợ cũng thái hạt lựu cho cháu 1x1cm nhá. Và bỏ vớt cái phần ruột nó đi ạ, chúng ta chỉ lấy phần cùi thôi cho nó giòn. À, trong Nam gọi là quả mận nhá, cháu thì người miền Bắc nên cháu gọi là quả roi. Rồi các cụ mợ ơi, cháu sẽ dùng cho một cái đĩa salad, cháu dùng 150 sốt mayonnaise nhé, 150g ấy ạ. Với cả hạ độ 20g sữa đặc, có đường các cụ mợ nhá. Tại vì cái bản thân cái sốt này thì nó hơi mặn mặn thôi, thế nên là chúng ta phải cho cái vị ngọt ngọt này vào để cho nó trung hòa cái vị mặn ở trong cái sốt này này. Tại vì người ta làm sốt này người ta sẽ cho một chút muối vào mà. Đấy. Chúng ta sẽ đảo đều cái sốt này lên. Mà nhất là các cụ mợ nếu mà làm trước thì các cụ mợ cho, tại vì cháu hướng dẫn đến bây giờ cháu mới làm. Còn khi mà các cụ mợ cắt hoa quả thì các cụ mợ trộn sốt trước nhé. Trộn sữa đặc với cả mayonnaise này trước này. Xong bắt đầu các cụ mợ cắt và cho vào trong tủ đông cho cháu. Cho tủ đông để cho nó cái sốt nó đặc lại ấy, để tí nữa trộn nó không bị sệ, nó không bị chảy. Và cái sốt này nó sẽ bám đều vào hoa quả. Bây giờ nhá, cháu sẽ cho vào trong tủ đông một chút để cho nó đặc lại. Xong bắt đầu là cháu sẽ đi mix các loại hoa quả với nhau. Táo này sau khi mà cháu ngâm nước chanh này, vớt ra rồi thấm khô này, không thâm một tí nào cả mà để đã được 20 phút rồi đấy. 20 phút rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ trộn các loại hoa quả vào với nhau nhá. Theo tỷ lệ một đĩa, chắc là cái chỗ này nó sẽ rơi vào, một cái đĩa salad này của chúng ta nó phải rơi vào khoảng độ 500g hoa quả. 500g hoa quả đấy các cụ mợ ạ. Rồi, xong chúng ta cho hết táo vào luôn các cụ mợ nhé. Xong bắt đầu chúng ta sẽ trộn đều nó lên. Rồi các cụ mợ ơi nhá, đây cháu cho vào nó cũng đặc đặc được một chút rồi đây này. Bây giờ các cụ mợ cho hết sốt vào cho cháu nhá. Vét sạch, cho hết vào. Cái sốt này nó hơi mặn mặn một chút nên các cụ mợ trung hòa cho cháu cái sữa đặc vào như thế là vừa.
Nếu các cụ mợ nào bảo là anh Hải ơi, hôm nay tại sao anh lại làm món Tây, thì đây vừa là Tây, vừa là Hàn, vừa là Việt cho các cụ mợ nhé. Nó sẽ gọi là một món của Liên Hợp Quốc. Đấy, nên là cũng không Tây hẳn nữa đâu rồi. Còn nếu mà Tây hẳn thì hôm nào nhà cháu sẽ lại kể hầu với các cụ mợ món salad Nga. Đấy, rồi, ngon quá. Bây giờ cháu sẽ bày ra đĩa các cụ mợ nhá. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ chúng ta sẽ bày khoảng độ 3 cái lá xà lách vào đĩa nhé các cụ mợ nhé. 3 đến 4 cái cho nó đẹp. Người Hàn Quốc là người ta cũng hay bày như này này. Đấy, đây như thế này. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ phải thấm khô cái lá rau xà lách để đi để cho để cái sốt của chúng ta nó không bị chảy các cụ mợ nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ múc sốt lên múc salad lên các cụ mợ nhá. Đấy. Hoa quả chúng ta cắt hạt lựu như thế này thôi thì màu nó sẽ thì cái tỷ lệ của nó rất là đẹp. Tức là nó sẽ không bị to quá và không bị nhỏ quá các cụ mợ. Mà nhất là nhà cụ mợ nào mà có tiệc đi dã ngoại ấy, thì chúng ta làm đồ barbecue ấy, đồ nướng ở dã ngoại ấy, thì các cụ mợ cắt sẵn những loại hoa quả này cho vào trong hộp cho cháu, hộp nhựa ấy, xong là đến nơi cái đến homestay hay là đến resort cái là chúng ta sẽ cho vào trong tủ lạnh luôn. Thủ 1-2 chai sốt này đi để cho trẻ con nó chấm, vừa chấm xúc xích vừa trộn salad rất ngon, mà chúng ta lại có một cái đĩa để ăn kèm với cả các loại đồ nướng nó không ngán ngấy rồi. Đúng. Rồi thế là nhà cháu đã hoàn thành xong món salad hoa quả. Mời các cụ mợ xem nhá. Rồi các cụ mợ ơi, đây, bây giờ cháu sẽ ăn thử cái salad này nhé, sau khi làm xong này. Ăn một miếng to to tí nhé, đủ các loại hoa quả. Salad thì vị rất vừa, hơi ngọt ngọt và béo béo, có sốt mayonnaise trộn với cả sữa đặc. Các loại hoa quả thì tươi rõ vị, cái chua, cái rôn rốt, cái ngọt, giòn giòn rất là ngon. Và nó quyện vào với nhau tạo nên một cái tổng thể là vừa ngọt béo, vừa giòn giòn, vừa thanh mát nữa. Đấy chính là yêu cầu kỹ thuật của cái món salad hoa quả mà các cụ mợ chế biến ở nhà phải đạt được những yêu cầu như vậy. Và cháu tin rằng cái món này không chỉ trẻ con đâu, người già, người lớn đều rất thích. Nhất là các chị em ăn để cho đẹp da và cung cấp nhiều cái vitamin cho cơ thể, vừa tốt, vừa đẹp da, vừa xinh da mà lại còn có nhiều dưỡng chất nữa. Nhà cháu xin chào các cụ mợ và hẹn gặp lại các cụ mợ trong những chương trình lần sau.